Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của The Game Play. Hôm nay tôi sẽ chơi 8 tựa game. Đầu tiên là trò Mastery Umbrella chứ. Ui dồi ôi, sợ thế cầm lâu lắm rồi. Cầu vệ sinh cho cô mèo này. Trang trí căn phòng. Không cần đâu. Mèo đói rồi. Trang điểm. Ôi không cần. Đến giờ ăn bữa tối. À bữa sáng. Làm một cốc trà chanh. Hai quả táo. Uống nước này. Em mất đi cái hiệu ứng kia rồi. Để là bữa sáng. Xem ngủ có gì được đây. Lại như rằng tôi sẽ mua sắm. Cái này không đủ. Chúc con mèo ngủ vui vẻ. Vui vẻ bình an. Sức khỏe sức khỏe. Bắt đầu cuộc chạy dẫn đấu. Thank you.
cần. Trò tiếp theo là cấp nhận vũ khí rồi. Ok. Xem nào. Vẫn không được. Bị vỡ quạt cái tay nhỉ. Tiếp tục rồi. Ok, chơi trò khác. Pinata Master Sonic Boom. Nhà hơi to xíu. You can't outrun me, Eggman. Chơi tệ quá.
À, chọn nhạc vật thích hợp. Ok. Rồi. Chờ thử một lần. Rồi tiếp theo là Minion của Game Lot. Nhạc đi đứng không cho tắt kiểu you
Tôi gặp đủ banana lên đến 100 cái. 100 quả. Đủ 150 là mình có đêm. Bài plus là cái tiếp theo. Gửi to, nhà gửi to. Vừa đạp xe vừa nhảy bắt cô cũng khá điêu luyện nha. Được một cái mũ. Ok, chơi đến đây thôi. Mất cô rút. Nào vẫn cho mình chạy tiếp mà. Một trang một bộ đồng phục mới của skin để mà ăn tiền. Mở ra hòm đầu bên trong cái ui rồi. Thêm một bộ skin nữa. Đây là cũng khá nhiều đấy.
Ôi giời ơi, bộ skin gì đấy, hình em bé. Rồi tiếp theo là trò scissor dog key. Ủa, mất đi một sao rồi. Cái như kiểu nhìn thấy tiếng con muỗi bỏ vé ở đâu đây, toàn định đốt vào tay, sợ thật. Cái này hơi khó nhỉ. Cái giờ mới đốt bằng con chó mình, con ong mới đốt con chó nhà mình, chịu không? Như thế này con ong sẽ không ra ngoài. Ui, cái gì đấy, làm thế nào? Cái màn này khó nhỉ. Đây rồi, kiểu quả cái gài này không dễ. Đường bay lên quá cao, không hay đâu. Rồi đến đây, ui, ba con liền. Cảm ơn các bạn đã xem video mình. Video đây là hết. Bye bye.